Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh anh Túc Crypto. Kính thưa mọi người, thì đến với video ngày hôm nay thì Túc chia sẻ cũng như hướng dẫn anh em trên một quả kèo cũng khá rầm rộ trong mấy ngày hôm nay. Quả kèo này có tên là Ethernity nha anh em nha. Chúng ta sẽ đào cái token có ký hiệu là xETNT. Sau rồi nó quy đổi sang cuối tháng 3 này, như nó đã nói này, cuối tháng 3 năm 2024 thì nó sẽ quy đổi sang cho anh em là cái đồng ETNT, được chưa? Trước mắt chúng ta sẽ đào cái đồng xETNT và cuối quý 3 năm 2024 thì nó sẽ quy đổi sang cho cái anh em cái đồng ETNT. Thì phương thức đào cũng khá đơn giản thôi. Theo thông tin mình check track ấy thì nó khá là êm ấy, được chưa? Khá là ổn áp, được chưa? Thì phương thức đào thì chúng ta sẽ đào trên Telegram của anh em nhé, được chưa? Đường link mình cứ để dưới phần mô tả hoặc trong kênh nhóm Telegram group của mình để cho anh em chiến, được chưa? Khi em kích vào đường link thì nó hiện ra các giao diện như trên đây, được chưa? Em kích vào start cho mình đây, start này. Sau đó thì anh em sẽ kích vào phần play now cho mình này, được chưa? Kích phần play now. Dạo này hơi đau họng này anh em ạ. Rồi khi em kích phần play now ấy, mình bắt đầu ấy thì như của mình hiện tại mình vừa đào thôi, được chưa? Đấy, như của anh em ấy thì nó có cái từ to start ở đây này, ở cái viên đạn này này, được chưa? Thì anh em kích vào thì nó sẽ đào. Phương thức đào con này thì là 10 giờ cứ 10 tiếng thì anh em sẽ vào đây, anh em sẽ clam một lần. Đấy, clam thì cái số clam của anh em đào được thì nó sẽ nằm ở cái phần trên này của anh em, nằm ở trên cái đồng xETNT, được chưa? Và khi nó tất cả là có bằng này là bằng đạn đây, được chưa? Khi mà đầy băng đạn, khi mà anh em cờ lam xong thì nó sẽ đầy băng đạn, tức là 10 giờ đấy, được chưa? Còn hiện tại bây giờ là còn 51 phút nữa thì là nó sẽ hết, thì anh em sẽ kích anh em sẽ vào đây kích vào để cờ lam. Đấy là hết đạn rồi, bắt đầu lại đây nó tóm đi tóm lại là cứ 10 giờ anh em vào cờ lam một lần, được chưa? Rồi thì cái số coi của anh em nó nằm trên này nhá, thì giao diện nó khá là mượt đấy anh em ạ. Rồi anh em kích vào phần cái phần trên này, nó là phần tin nhắn, được chưa? Phần nói chung là cái phần chat cái thứ đấy, anh em có thể là tham gia, được chưa? Hoặc không, đấy tùy anh em. Rồi cái này có các mục quiz này cũng như là mục invited này, invited là tuyển red đấy. Kích vào invited xem là có cái gì không ạ. Invited thì con kèo này là kèo có red 3 tầng đây, anh em có thể thấy không ạ? Đấy, red 1 là nhận được là 2.000 cái đồng xETNT, và red 2 nhận 1.500, và red 3 thì nhận được 1.000, red 3 tầng rồi, được chưa? Anh em kích phần invited để anh em có thể là chia sẻ cái trang mạng xã hội, đúng không ạ? Facebook hay là Telegram tùy ý anh em, để anh em có thể là kiếm thêm cái đồng xETNT. Đấy, ok, bây giờ anh em thoát ra cho mình. Đấy, thoát ra thì anh em sẽ kích vào phần quiz cho mình này, được chưa? Rồi thì nó sổ ra tất cả các nhiệm vụ để cho anh em làm, được chưa? Đấy, đấy thì mỗi nhiệm vụ tương với cái lượng thưởng khác nhau, lượng thưởng xETNT khác nhau. Trước tiên thì chúng ta sẽ con lấy con led này, được chưa? Con led thì anh em sẽ là chuyển hướng tới anh em giao diện như này, nó bắt anh em có nghĩa là anh đăng ký và cái phần tu con cho mình luôn nào. Rồi con lịch đây anh em có thể thấy là nó sẽ clip ở quý 3 đây, quý 3 Europe đấy, phân phối. Con lịch thì hiện tại thì anh em cứ đào đi, còn mình sẽ cập nhật thêm. Bây giờ thoát ra xem là nó còn cái gì nữa không ạ? Rồi đăng ký Telegram channel cũng channel, kích vào. Kích tham gia này, thoát ra này. Rồi. Red này, group này. Kích vào join Discord này, cũng follow trên Twitter này, theo dõi này, thoát ra xem là nó có tất cả các nhiệm vụ anh em có thể làm nhá. Mình thì làm gọi demo 1-2 cái cho anh em thôi, được chưa? Vì nhiệm vụ làm đơn giản mà, kích vào follow cái thứ thôi mà, được chưa? Rồi bây giờ thoát ra. Đấy, thoát ra thì anh em có thể thấy là mình vừa làm 2 nhiệm vụ thì nó đã cộng bằng này điểm rồi, được chưa? Có một lại điểm cho mọi người rồi. Cái này kèo này thì nó hơn ăn nhau ở cái chỗ là ví dụ như con kèo lót chẳng hạn đi, thì chúng ta kích vào đều đặn hay chúng ta auto click thì mới được. Nhưng mà con kèo riêng con kèo này thì cái phương thức chúng ta để nhàn hơn một tí, đó là 10 giờ chúng ta sẽ vào clam một lần. đấy, nó cũng là phương thức là như thế thôi, còn nó cũng chưa có cái gì gọi là đặc biệt cả. Để chợ cứ 10 giờ anh em vào clam thôi, và anh em sẽ làm một cái phần quiz này trong mạng xã hội để anh em kiếm thêm cái lượng xETNT nhá. Ok, video này mình gửi tới anh em từ dự án Ethernity. Chúng ta sẽ kiếm cái đồng xTLT, cuối quý 3 sẽ quy đổi sang cái đồng ETNT, đồng coi chính của nó. Mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.